Rồi, rồi anh em nhá. Nay lên cho anh em một em này thuần nét này, cánh tay hot, cái cánh trên đuôi đẹp cực kỳ luôn. Quay ở sân nên là nhà em rất là đông trẻ con, đi qua đi lại nhiều mà chơi. Đấy, với những con chim mà không thuần thì không bao giờ dám thử tin mà đứng hót này đâu các bác nhé. Em thấy quá là thuần luôn em này. Thank you.
chuẩn siêu mỏng ở Hà Nội thì em xin gọi là 0978 nhé, 767-789. Em Quân Hậu Minh. Team em thì tại tại Tuyên Quang thì có chín khoảng 4 anh em nhé. Đấy, có thể thì các bác là nhận chín thanh toán chín điểm và em đã xuất con tàu. Anh em thanh toán cho nhân viên tàu cũng ok. Sao? Tôi đọc quay là mỏi tay quá, em đọc kết thì alo nhá. Mỏi tay quá, không em này, nó cái sách này thì hot thoải mái luôn. Nhưng mà rất là mỏi tay các bạn. Anh em đọc kết thì alo nhá. Em quay khi mới về em quay tặng clip cho anh em thẩm như vậy. Đấy, bắt đầu kết thì alo. Chúc anh em xem video vui vẻ. Anh em xem kênh Đam Mê Chim thì ủng hộ em một nốt đăng ký kênh nhá. Đấy, chào anh em, chúc anh em xem video vui vẻ nhá.